tre này cứ trôi đi. Mười mấy, gần 20 người vác. Máy đang gạt ở ô trên. Ê, bao tao ta trò ra. Lên hai người trên xếp đi. Mỗi xe khoảng 60 bao. 60, hơn 60 thôi. Ăn nào. Tao chỗ vô 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 còn bao đằng sau kia cho lên nữa đi. Bữa liều bèo cao duyên này bác. Bác thêm 5 thùng nữa đi. Vác lên 5 túm nữa đi. Ô trên còn nhiều mà. Luôn về xe tải vào là đùi đít, xe càng vào bốc luôn. Hai xe 100 bao. Lúa năm nay cũng giá cũng lương khá tốt. Nông dân nó mất mưa nhiều quá.